Đây là danh Minh Quang, 36 tuổi ở tỉnh Sóc Trăng, đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó được biết đối tượng này thường xuyên đăng tải chia sẻ trên mạng xã hội nhiều bài viết, video có nội dung tuyên truyền xuyên tạc không đúng sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội và tình hình an ninh trật tự ở địa phương Sóc Trăng. Cơ quan điều tra xác định danh Minh Quang sinh năm 1987, trú xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, đã có các hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận, đăng tải chia sẻ trên trang Facebook cá nhân nhiều bài viết video có nội dung tuyên truyền xuyên tạc không đúng sự thật. Nhiều lần chủ động lôi kéo người dân tham gia các hoạt động họp mặt để phát tán tài liệu với nội dung xuyên tạc thường xuyên trả lời phỏng vấn trên kênh thông tin của các tổ chức bên ngoài, cung cấp thông tin sai sự thật về việc thực hiện chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tuy đã được các ngành chức năng tại địa phương nhiều lần mời nhắc nhở, nhưng danh minh quan vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động nơi trên, ngày càng công khai và thách thức chính quyền, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.